Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn về 3 địa điểm liên quan đến bệnh nhân 12.437, gồm quán cơm tại 421 Lê Duẩn, công ty chữa Duy Tân 145 Điện Biên Phủ, tiệm bánh Bampat Bakery and Copy 143 Điện Biên Phủ. Đây là các địa điểm bệnh nhân 12.437 lùi tới. Riêng công ty dựa Duy Tân là nơi cử này làm bảo vệ, Người dân từng ghé ba địa điểm trên trong khoảng từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 18 tháng 6 thì lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận huyện trên địa bàn để cung cấp thông tin và được tư vấn hướng dẫn các biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị toàn thể người dân phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.